Chào mừng toàn thể quý khách đã quay lại với YouTube Nội thất Sơn Đông của chúng tôi. Và ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý khách đó là bức tranh viết có mang tên Vinh Huy Bái Tổ, được làm từ 100% gỗ hương tự nhiên cao cấp. Và bộ sản phẩm này có giá bán là 73.500.000 và hiện đang được trưng bày tại địa chỉ số 92 Nguyễn Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời quý khách đi theo tôi để xem từng chi tiết và đường nét của sản phẩm. Và như quý vị cũng biết, tranh Vinh Huy Bái Tổ là một dòng tranh dân gian thường được những người kinh doanh hay là mấy thành công cho trong nhà, vừa thể hiện được sự báo hiếu cha mẹ và mang lại hình ảnh thanh danh cho gia đình, thể hiện được truyền thống yêu nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và bức tranh này được chạm khắc rất tinh xảo và cầu kỳ bởi các nghệ nhân Sơn Đông chúng tôi. Và bức tranh có kích thước là ngang là 2m57, rộng 1m17, dày 8 phân và phần đường lõm là 6 phân. Và bức tranh này làm từ gỗ hương thiết, nếu quý vị nhìn vào sẽ có màu rất là đỏ, đặc trưng của gỗ và đường chạm khác bàn tay 100%. Thời gian để hoàn thiện kiệt tác này từ 3 đến 6 tháng. Và hiện nay thì ít có người tự nào tạo được tác phẩm này. Những nét độc chạm chỗ rất là có hồn, những nét kinh băng rất là đẹp. Và xin mời biến quay. Và ý nghĩa của bức tranh này như thế nào thì giờ xin mời mọi người cùng tôi đi tìm hiểu. Thì theo kho ngữ Việt Nam tập thượng thì năm 1884, các vị tân kho nhà vua ban yến tiệc bộ áo con đai và những cho lính đưa về nơi sinh ra của vị tân kho. Dân chúng ở quê ảnh diện đón rước vị tân kho với cờ lặng chiên trống rất rầm rộ. Nếu vị tân kho đã có gia đình thì người vợ cũng được đưa rước như chồng, đúng luật lệ, người anh đi trước, võng nàng theo sau. Và khi về tới đình làng, vị tân kho sẽ đến nhà thờ tổ tiên dòng họ và đình làng bái tạ tổ tiên, rồi về bái tạ thờ dậy và cha mẹ. Do đó bức tranh Vinh Huy Bái Tổ, điêu khắc cỡ lớn hay nhỏ đều có một hình ảnh ông quan rồi mũ áo trên lưng ngựa với cờ trắng lộng, có người đánh chiên cống, quân đánh theo sau và tiến vào trong làng giống như cổ tích. Và ở đây người thợ chúng tôi độc chạm rất là sắc nét, đã đưa vào hết ý nghĩa của lịch sử, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Thưa quý vị, Vinh Huy Bái Tổ không là vinh dự cho vị tân kho, cho cha mẹ, họ hàng, làng xóm, mà nó còn là dịp để vị tân kho bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, cha mẹ, thầy dạy. Theo đạo lý, công cha như mẹ ơn thầy, nên toàn Việt Nam rất vinh dự cái hoa này. Và đó là toàn bộ ý nghĩa của bức tranh mà hôm nay tôi muốn giới thiệu đến quý khách. Và nếu quý khách có hài lòng video này thì hãy liên hệ cho tôi theo số hotline 0384 864 425, đến địa chỉ số 92 Nguyễn Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để nhìn tận mắt, sờ tận tay. Và video của tôi xin được khép lại tại đây.